hôm nay mình sẽ hướng dẫn cho các bạn cách sử dụng mã coupon ở trên website leonardo.vn. Thì bước thứ nhất các bạn sẽ truy cập vào website leonardo.vn. Rồi tiếp đó bước thứ hai các bạn sẽ chọn sản phẩm các bạn muốn mua. Đây mình sẽ chọn một sản phẩm muốn mua đây. Các bạn sẽ chọn và đây là mình ví dụ sản phẩm ví phối Safiano. Thì đây bạn có thể chọn kiểu đứng nó có màu xanh đen đi. Rồi bấm vào add to cart. Sau khi bạn bấm vào add to cart có nghĩa là thêm một giỏ hàng thì các bạn có thể chọn thanh toán luôn hoặc có thể tiếp tục thêm những sản phẩm khác, bấm vào nút continue shopping hoặc có thể xem giỏ hàng của mình. Thì tại đây mình sẽ bấm vào xem giỏ hàng mình có những gì nhé. Thì đây trong giỏ hàng của mình hiện tại là có một sản phẩm ví phối Safiano đứng xanh đen giá là 450.000. Thì bước tiếp theo các bạn sẽ bấm vào nút checkout. Thì tại nút bước này thì các bạn sẽ nhìn thấy cái ô discount ở bên phải màn hình đây. Thì tại cái ô này bạn sẽ nhập mã coupon của bạn có. Thì bây giờ mình sẽ nhập thử cái mã giảm giá 20%. Test thử cho bạn xem. Sau khi nhập xong thì các bạn sẽ bấm nút apply, nút màu đỏ bên cạnh đây. Đó. Thì các bạn sẽ giảm giá 20% sản phẩm từ 450.000 và bạn sẽ giảm còn 375.000. Thì cuối cùng các bạn sẽ bấm vào nút continue to payment method thì sẽ hoàn thành cái đơn hàng của bạn. Thì sẽ bên Leonardo sẽ nhận được đơn hàng và sẽ gọi điện lại xác nhận và gửi hàng cho bạn ngay sau đó. Xin cảm ơn.